Ok, Kim in Texas xin mến chào các bạn thân yêu của mình. Tôi yêu các bạn nhiều lắm. Xin cảm ơn các bạn đã coi video. Chủ đề bữa nay sẽ là chó Bulldog Anh bị sốc nhiệt. Câu chuyện là về các bạn. Mình đang đi chợ trời. Tức là ở Mỹ nó cũng có bán chợ trời đó các bạn. Tức là mỗi người họ có một cái ô nhỏ nhỏ là họ bán đủ thứ trong này hết. Quần áo, chó, cảnh, chim, chóc, vô tư và vô tư. Thì mình đang đi á, mình có nghe một số người họ đi ngược chiều, họ bàn tán mà nói: úi giời, con đại ca nó bị gặp nạn. Mình nghe thoáng thoáng mình nói: đại ca là cái gì dữ dằn á. Để mình đi về cái hướng đó mình coi làm sao. Thì mình đi tới á các bạn, mình phát hiện ra anh Bulldog của nhà mình đang bị sốc nhiệt. Rất là tội luôn á. Thì mình hỏi người xung quanh thì họ nói là con này nó 3 tuổi, nó nặng tầm 70 pound là cỡ 34 kg các bạn. Và nó đang bị sốc nhiệt. Các bạn lưu ý cho là ở Texas á, khí hậu nó nóng các bạn. Mùa hè nó nóng cũng như là Việt Nam á, thì cái chỗ bữa nay mình đi á, chỗ này nó hơi nóng một chút xíu. Cho nên bé nó bị sốc nhiệt các bạn thấy không? Mắt nó đỏ nhìn rất là thương. Và cái lưỡi kìa, thở hổn hển mà đụng luôn đất luôn á. Các bạn thấy không? Rất là tội. Thì nó bị sốc nhiệt. Mà cái anh đại ca này á, ảnh sắm chó vàng dòng cho chó rất là nhiều các bạn thấy không? Mình nhìn mà mình tưởng là chó của anh Phúc XO đi lạc đó. Nhưng mà không phải, đây là của anh đại ca Mễ. Anh đại ca Mễ này rất là có điều kiện. Nuôi chó mắc tiền nhưng mà quên nước, cho nên chó nó bị sốc nhiệt. Lúc này mình tới đây là anh đã cho đàn em đi mua nước cho nó các bạn, để mà về chữa trị cho nó đỡ bị sốc nhiệt á. Rồi mình cũng có nghe họ bàn tán là anh sẽ cho người đi mua cái xe kéo luôn, để bỏ con chó lên cái xe kéo các bạn, giống như xe cút kít á, để mà kéo bé ra xe để đưa bé đi về. Các bạn thấy tội ghê không? Nó thở hổn hển kìa. Mà các bạn để ý là mình thấy cái chân của bé có vẻ giống như là bị đỏ đỏ, giống như ghẻ lở các bạn. Mà cái giống này mình thấy nó cũng khá to hơn những con Bulldog khác á. Trong nhóm mình có ai đã từng nuôi Bulldog? Và cái màu giống vậy các bạn đánh giá con chó này coi, giá trị ở Việt Nam là bao nhiêu? Cái màu này có hiếm không? Và cái chân vậy có phải là bị ghẻ không các bạn? Đó, rồi mình ra phía sau mình quay các bạn thấy không? Cái chân của bé nó bị giống như là lát đồng tiền hết vậy các bác. Các bạn nhìn chân nha. Và đồng thời các bạn thấy giữa hai cái chân không? Gọi là cái lòi ra cái trái lựu đạn cũng khá to đó. Em này chắc là chó giống dữ dằn đi, mà nó to quá các bạn ha. Tay chân rất là to, cỡ như phạm con mắt chứ không giỡn đâu. Tội nghiệp bé nó thở hổn hển nha. Cho nên á, nuôi chó Bulldog là phải để ý nha các bạn. Cái vấn đề mà sốc nhiệt á, là không có phải giỡn chơi đâu. Các bạn thấy anh chủ không? Không có điều kiện không? Sờ sờ cái góc trái chứ, các bạn thấy cái đôi giày đỏ và hiệu của anh á, quần áo hiệu không đó, rất có điều kiện đó. Anh đang sơ cứu sốc nhiệt á, mà sơ cứu ngộ các bạn ha. Mình thì không có gọi là chưa trải nghiệm cái vụ sốc nhiệt này, mình không biết làm sao. Nhưng mà theo mình nghĩ mình phải tạt nước vô cái khăn rồi chùi khắp đầu bé, khắp mình bé, thế là mình làm nhiệt nó thấp xuống từ từ. Nhưng mà phải chùi thêm người chứ. Anh này anh chùi cái mỏ, anh chùi cái lưỡi làm gì chứ trời. Các bạn trong nhóm mình có ai kinh nghiệm mà chữa sốc nhiệt không thì làm sao? Còn mình thấy anh này làm cũng kỳ quá ha. Còn cái chai nước để im gì? Hay mình nghĩ lên đổ chai nước lạnh vô cái khăn rồi chùi cho bé nó giảm nhiệt độ xuống. Nhưng mà mình nghĩ chùi thôi chứ đừng có đổ nhiều quá. Tại vì cơ thể mà nhiệt mà nó thay đổi nhiều quá nó bất ngờ cũng không tốt cho sức khỏe. Còn cái bé, cái mặt của bé rất là to, to mà cũng giống như là hai cái trái bí ngô phía sau các bạn thấy không? Hai trái bí ngô đỏ đỏ. Tại đây là cái dịp lễ hội ma Halloween á, cho nên họ đem đồ là họ trưng. Tội nghiệp cái đó, bây giờ mới chịu lao trên đầu. Tội nghiệp. Các bạn để ý cái mặt của bé vậy á, mà mùa hè nữa mình nhăn như vậy á, sệ như vậy á, thì cái chỗ nhăn đó mà nóng ẩm á, rất dễ bị nấm nha các bạn. Cho nên các bạn nào nuôi chó Bulldog á, hay là Bull Pháp á,
mà mùa hè phải để ý nha các bạn. Như trường hợp của bé này tội ghê không, bé nó to quá cho nên anh chủ anh không có ẵm nó ra xe được, tại ở Mỹ đậu xe cũng khá xa để đi bộ vô đó, cho nên anh cần phải đi mua cái xe cút kít để bỏ lên để kéo bé đi về, rất là tội nghiệp. Các bạn nhớ đăng ký chia sẻ video, đặc biệt là bấm cái nút like nhiều vô nha các bạn, tại vì các bạn bấm nút like nhiều thì YouTube nó mới chia sẻ video của mình đi khắp thế giới đó. Các bạn thấy không, anh phải bỏ con chó ở chỗ đó để anh đi coi cái đám đàn em nó mua cái xe cút kít sao lâu quá đó. Các bạn thấy không, tội nghiệp ghê không đó, cho uống nước á. Mà các bạn lưu ý nha, khi mà cho uống nước mà chế như vậy á, nó vừa tốn nước và bé nó cũng không uống bao nhiêu, tại vì cái lưỡi của bé là cái dạng hình phiểu, cho nên á các bé nó phải cần đưa cái lưỡi xuống để mà nó múc cái nước vô cái miệng của nó, cho nên khi mà mình đi chơi như vậy á phải đem theo một cái thao các bạn, nó hơi cồng kềnh nhưng mà có thao á mình để cho bé thì bé nó mới uống nhiều. Các bạn lưu ý chuyện đó nha, các bạn thấy không, bé nó uống được một chút xíu bé cũng thấy đỡ mệt rồi đó. Rồi đáng vậy đang mệt mà có những cái đứa bé con khác nó tới cũng thấy cún, cũng mừng, cũng vuốt ve, đảm bảo bé mà biết nói tiếng người là bé nói tôi đang mệt, các bạn hãy né tôi ra đó. Các bạn thấy không, chỉ nó vô cái tô này đó, theo cái sự gợi ý thì anh này đã tìm một cái tô, chế nó vô các bạn thấy không, cuốn nó mừng đó, để cái lưỡi đi phải như vậy nó mới đưa cái nước vô miệng nó được, và cuốn nó tự đứng lên, tức là cho uống nước rất là quan trọng, khi đang nóng đực sốc nhiệt mà làm bị khát nước là rất nguy hiểm đó. Có một chút xíu nước các bạn thấy không, bé cuốn nó đứng lên á, thấy cái dáng cũng cao to đó, thấy không, cái em này là làm nguyên một cái góc gọi là sao các bạn, xôn xao luôn á, ai cũng phái tới để coi chụp hình, tội nghiệp ghê không? Các bạn nhìn thấy không, đã mệt như vậy mà cái dây vàng quá nặng đè cái cổ cũng gãy cổ luôn đó. Thôi uống đi con, uống vô đi, một ngày đàn học một sàng khôn, mình bữa nay cũng học được một cái kinh nghiệm ở đời cũng khá hay, và cái anh chủ này đảm bảo các bạn cũng học được một cái kinh nghiệm cũng hay bữa nay luôn. Các bạn thấy bé không, nhiễu nhão rất là nhiều tại vì chó mặc sệ mà, thấy thương ghê không. Ở tích xịt mình thì bulldog này người ta cũng ít nuôi đó các bạn, vì ngoài cái chuyện rất là mất tiền ra thì bulldog nó không có tốt cho khí hậu nóng như tích xịt, nhưng mà ở tích xịt thì người ta nuôi cũng có chữ bu nhưng mà bít bu rất là nhiều các bạn, thì các bạn biết rồi đó, bít bu là một cái dòng chó khác, lông ngắn, nó chịu được nóng, mọi người xung quanh cũng rất là mừng cho bé khi mà bé đứng lên được. Úi trời, đang mừng là tự nhiên bé nó lại nằm xuống lại rồi, nhưng mà các bạn đừng có lo, bé đã đỡ bị sốc nhiệt rồi, tức là những nguy hiểm đã đi qua, thì lúc này mình quay là xe kéo sắp tới rồi, thì sau đó là gia đình đưa bé bulldog này về. Cảm ơn các bạn nha, chúc sức khỏe và hẹn ở những video lần sau. Các bạn nhớ coi một cái video về chó bulldog khác ở phần cuối của video.